Kính thưa các bạn thân mến, thì hiện tại mình đang có mặt tại Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, và hôm nay mình đi cùng với em Nhân để qua thăm cô Năm Nghĩa. Thì hôm trước thì Nhân cũng quay rất nhiều những cái câu chuyện về cuộc đời của cô Năm Nghĩa, một người mà sinh sống tại Nghĩa Trang này từ năm 1980 cơ. Thì cách đây khoảng 6 năm mình có đọc một bài báo viết về cuộc đời của cô rồi, rất chân chuyên, nhưng mà cũng được biết là cô sinh sống ở đây thì cũng gặp nhiều những cái điều mà bí ẩn tại Bình Hưng Hòa ấy. Và đặc biệt về bé búp bê thì hôm nay là con qua đây cũng muốn nghe cô Nghĩa là chia sẻ chút về bé búp bê á. Chia sẻ về búp bê thì khi búp bê mất thì búp bê được 18 tháng. Thì búp bê nhà nó sập, nói quậy ơi nhà con sập. Dạ. Thì nửa đêm tôi giật mình thức dậy thì không thấy gì hết. Tôi mới ra nói là con ơi, ở đây con nít nhiều lắm, giờ quậy có biết đứa nào đâu. Thôi giờ con kêu lần nữa để cho quậy biết hướng. Cái nó kêu lần nữa để tôi biết hướng bên đây rồi. Nói thôi giờ nếu mà phải con chờ quậy 5-10 phút, quậy hút vài ngao thuốc, quậy coi kêu nói đúng tên thì con về, sáng mai quậy ra. Cái là thực tế ra là nó kêu một lần nữa. Cái là tôi nói phải búp bê không? Nếu mà phải thì con về đi, con về đi là ngày mai quậy ra. Đây là búp bê là cái em này nè, cái này là cái đựng đồ chơi, ở dưới là son phấn. Dạ. Ở trên là bông hoa của nó, nhà của nó. Cách đây được mấy tháng ấy, thì con có xem clip em Nhân quay ấy, thì lúc đấy là vẫn là còn nhà của em là nhà đất vẫn lụp sụp lắm phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi, nhà lá cọc siêu sập. Rồi bắt đầu là lên thiện mới là cho 500, cho tôi 1 triệu. Nhưng mà tôi chỉ có lấy 500 thôi, còn 1 triệu thì để làm xi măng, để làm cho cháu với mấy đây. Giờ sau này cái là có từ thiện cộng đồng cho đó, thì tôi mới xây được 2 cái hồ để chứa nước để làm. Hôm nay đã làm hoàn tất xong. Dạ. Vậy là xung quanh đây là toàn là những cái ngôi mộ mà cùng với bạn của búp bê thôi hả? Chỉ còn ông bà cô bác là không ai đi thăm á. Rồi tự đây đi qua tuốt bên kia quẹo chỗ qua. Nhưng mà cô chưa có nhổ cỏ xong. Nhổ cỏ xong rồi nó sạch như vậy, nên giờ cỏ cao quá trời rồi chưa nhổ hết. Thành ra cái sự mà mình lao động mà nó hơi cực chút thôi. Vậy ở búp bê tên là Hằng hả? Giang Lệ Hằng, tự là búp bê, tại vì hồi nhỏ nó đẹp giống như là búp bê vậy đó. Rồi cái ở xóm người ta đặt nó búp bê. Wow, vậy thì hồi xưa là khi mà búp bê còn ở dương gian thì là cô Năm Nghĩa gặp rồi hả? Đâu có gặp, nghe hàng xóm nói á, là nó đẹp giống như búp bê vậy đó, mới đặt nó là búp bê. Trời ơi, sao cô lấy nhang đó? Rồi nhang nó ướt sẵn rồi, cô lấy trong nè. Rồi hèn chi, bữa đó cô để sẵn. Đó, thấy có khi nào mà bông hoa nó héo bao giờ đâu. Trời, mọi người xây nhà cho búp bê rồi sơn màu. Cái này là bà ngoại xây đó. Bà ngoại làm cho nó. Bà ngoại nói vậy nè, kỳ này bà ngoại làm chất lượng cho con, để chỗ để son phấn và chỗ nhà con. Từ giờ đi ai có cầu nguyện xin gì đừng bao giờ câu sửa nhà, tại vì ngoại không muốn động nhà con nữa. Động mồ, động mã không tốt. Giết quần ở nhiều khi nó đi bình bệnh về cái nó phải có sự an nghỉ của người ta, mà trước đó ngày gõ cọc 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 xe cọc cọc quay anh ra tôi làm nó một lần nữa. Dán hai bên luôn nè, ở trong ở trên dán hết đẹp hết. Búp bê là mất năm 2000 à? Nó cũng sinh năm 2000 luôn. Vậy mới có 18 tháng là chết rồi, thì cũng như là hồi sinh với hồi chết nó giống nhau rồi. Nhưng mà nó khác thôi. Mà hồi đó thì ba mẹ của bé của búp bê là đưa đến đây hay là mẹ đưa chứ không có cha. Dạ. Đó, giờ sau này thì giờ nói chung ra là cũng có người nhìn, nhưng mà cô chưa có tin được, tại vì nó không trùng hợp á. Cô chỉ có tin có 30% thôi, thì để thời gian sẽ trả lời. Thì thời gian nếu không còn ai nhìn mà giải tỏ hết á, thì gia đình nó làm giấy tờ cho cô á, thì cô sẽ lên cộng đồng nói thẳng luôn là cha mẹ nó. Còn nếu mà không làm giấy tờ cô không có nhận nữa. Ê, còn ai có giấy đủ giấy tờ tự muốn bốc làm, nhưng mà cô không lên cộng đồng, tại vì phải làm tờ giấy cho cô, dễ là mai khi mất bảo có người khác nhìn nữa, cô phải đưa tờ giấy đó ra, đúng không? Còn mà không làm tờ giấy là cô không có lên cộng đồng nói đâu. Ai nói cô chịu cho cô cũng lên, phải có tờ giấy giao. Vậy thì từ năm 2000 đến giờ thì không có ai lên thăm hết. Bây giờ mới có người nhìn là con. Hôm trước con có xem clip đó thì con thấy bảo rằng đây là mẹ của búp bê đến nhận búp bê. Nhưng mà con này cứ nghĩ rằng thế từng ấy năm mày không đến hay sao? Không có đến lần nào hết. Mới đến bây giờ mới nhận đi là biết chết cái chỗ đó. Giờ cộng đồng hỏi đi. Ví dụ mình khổ 3 năm, 5 năm mình cũng đi tìm con, đúng không? Dạ. Cái này để tới 20 năm.
Chị nghĩ nó đường dài nó xa thôi, mà nói con nhìn con là thấy nó không đúng vào đâu. Bây giờ nếu mà thẳng lên cộng đồng mạng thì giờ hỏi coi, ví dụ như Thác Lạc con thì Thác Lạc chừng 3 năm mình có khổ 3 năm, 5 năm thôi. Cái này tới 20 năm mới lên nhìn là cái chuyện nó thấy nó vô lý vậy đó. Nhưng mà thôi, chuyện có ai nhìn mà có đầy đủ giấy tờ thì trí bốc tự do. Dạ. Cái đó mình không quan tâm, mình là người dưới mã, nhưng mà dưới điều kiện là phải cho mình tờ giấy. Dạ. Để về sau ai nhìn mình đưa ra. Dạ. Còn qua giờ cô không có nghĩ gì nữa ha. Bây giờ ai muốn nhìn thì nhìn. Bé búp bê lúc cái mất cũng lớn rồi và cũng biết rồi chứ. Nó có nhiều cái kỷ niệm chứ. 18 tháng là biết gọi ba mẹ rồi. À. Biết đi chập chững rồi. Biết đi cứng chứ không phải chập chững nữa. Nó đi đợi hàng xóm chơi nó mới tuột chân té đó. Ồ, nó đi chơi nó tuột chân té cái kiểu như cái hàng xóm ta nói á. Vì cái mưa nhỏ, cái mưa đường nó chảy á. Ở đây thì bà già kể rằng ao da muốn nó chết hai chỗ nó sai lực vô đó. Dạ. Con chỉ có tin 30% thôi. Tại vì nó sai lịch đủ thứ á. Tuy dần cái thời gian nó xa thiệt, nó lâu thiệt, nhưng mà cái trí óc của cô nhớ dai lắm. Dạ. Nó thật lòng luôn. Ủa mà con thấy hình như là cô ấn tượng đặc biệt với búp bê ha. Đúng rồi, tại vì sao? Tại vì hồi nó mới chôn nó lên là mình mới là hỏi thăm gia đình, con cháu còn nhỏ quá mà cháu mất sớm vậy, bệnh gì. Thì hàng xóm mới kể cho cô nghe là mẹ đi làm, ba thì có vợ nhỏ. Thành ra gia đình á, như là ba anh không lo, gia đình cũng khổ, anh em thì đi làm đó. Thành ra cháu mới đi chơi rồi cháu mới té xuống cái ao nhỏ thôi, tuột rồi mới kêu bắp bê thì cháu nó mới linh thiêng hết, nó chết linh đó, nó mới trôi lại ngay cho người ta thấy, người ta vớt lên. Mà người ta vớt lên á, cái người hàng xóm nói vậy nè, gia đình khổ quá, quay đầu có cái cậu kia cậu nói bắp bê ơi, giờ mẹ con cũng khổ, con sống thì khôn, xác thì linh, con cho chú biên con số 18 tháng của con là 18 á. Dạ. Chiều chúng chú sẽ lo từ anh dắt hết, chờ mai cái cậu đó chúng được 5 kg, cậu không biết cậu biên bao nhiêu mình không hiểu. Dạ. Nhưng mà ở hàng xóm đó là chú cậu chúng 5 kg, cậu mới lên mua việc cho nó, giờ cậu mới là làm đám ma nó rồi đem lên đây. Ô thế ba mẹ đâu ạ? Đã nói là ba có vợ nhỏ, mẹ nghèo, gia đình nghèo, nhưng mà thế không lo tang cho con hả? Tất nhiên là nghèo quá rồi, như hàng xóm gặp nhau vậy nè. Dạ. Thì nó lỡ nữa, trời ơi má mà cũng khổ, mà giờ vậy thôi thì giờ con linh thiêng hết thì con cho chú chúng, thì mẹ con khỏi lo. À dạ. Thì để cho chú lo hết. Thì nó đã thấy nó sợ, đã nhà nghèo rồi nó sợ mẹ mình khổ thêm nữa, thì nó mới cho cái cậu đó chúng. Chúng cậu lo từ anh dánh hết. Đó có tình nghĩa rất sớm mà, đúng không? Để như người ta thương gia đình nó nghèo, giống như tôi vậy, gia đình nghèo với nhau, đúng không? Thì người ta sẽ giúp đỡ cái hoàn cảnh đó thôi, chứ không phải là cha mẹ không lo hay là anh không lo, hiểu không? Nhưng mà kiểu như là thấy giờ bà đang bệnh tim nữa, ngày xưa là má nó bệnh tim mà ốm nhôm nhách mệt lắm. Thành ra giờ tôi thấy vậy mà tôi mới có cái tình thương của nó. Tôi thấy nó là vừa còn nhỏ mà đã như vậy đó, rồi nó biết kêu bà ngoại ơi, nhà con sập, là cái nhiệm màu của nó. Dạ. Nó không cần phải mẹ nó khổ, nó không cần kêu mẹ nó, mà nó kêu mình, là nó coi mình giống như bà ngoại nó rồi. Thì ra thì thấy cái mộ nó sập, có lỗ bị lớn à. Cái lấy cán giá cái chọt xuống đụng cái hàng nó tịch lịch, tôi nói chắc là cháu này khoảng 21 ngày với 49 ngày thôi, thì hàng nó còn tốt. Thì mình mới làm cái cán giá xuống là đụng cái nắp hàng nó tịch lịch. Tôi nói thôi cháu ơi, bà bề còn lên tiền hết bữa nay thứ bảy, mà ngày mai chủ nhật con lên thiếu hết cho chủ lên nhiều, bà ngoại sẽ làm mộ cho con, là như là chám xi măng lại giống như vậy nè, cũng được 3 năm đó. Chám nó xong rồi cái sau thời gian cái nghĩa địa giải tỏa nè. Đã. Nhà giàu đi hết rồi, nhà nghèo rồi, còn đâu nữa làm công đức, đúng không? Vâng. Ngày xưa cái giàu đất qua cái nghèo, mà nhà giàu đi hết rồi em làm gì có tiền mà làm công đức, là buộc gia đình tôi là phải đi làm hồ. Thì em nghĩ làm hồ sáng ăn 3 bao xi măng mẹ rồi, tới 5 giờ chiều về là thấy nó mệt đuối người rồi, đúng không? Thì thời gian đâu nữa làm công đức đó. Rồi giờ sau này cái gặp cậu Lê Thanh Thiện lên cậu hỏi đó, thì cậu lên thì bắt đầu là cho tiền làm nhà nó, bắt đầu cái là ở ngoài đời người ta cũng cho tiền, cái đầu người ta cho tiền mỗi lần người ta cho 1 triệu á thì lại không đủ, cái người ta là cái gì người ta cho từ thiện cái cô để dành đó, cái cô đắp vô cho nó. Dạ. Đó bây giờ là cô quyết tâm là cô, ví dụ cô để dành tiền như cô quyết tâm cô làm một lần luôn, một lần một là không sửa nữa đó. Dạ. Còn phía bên đây thằng trai nó tính là để miếng đá hoa cương phía bên đây, giờ tới ngày sinh nhật gần sinh nhật nó làm thêm một miếng đá hoa cương đây nữa, ở bên kia một miếng rồi đó.
kế bên đó, đó là hai miếng cho nó đẹp luôn, không còn làm gì nữa luôn á. Giờ cái mộ nó chỉ gắn miếng đá qua cương vô là cái gì không còn làm nữa hết, chỉ có sơn quá thôi. Chắc kỳ này phải ghi cái báo danh của nó là 1225 á, chưa ghi á, cho tới ngày sinh nhật cũng phải ghi cho rõ luôn. Tất cả những cái gì mà anh Lê Nguyễn thấy ngày hôm nay á là chính là nhờ cái sự linh thiêng của bé Búp Bê á, bé phù hộ độ trì cho rất là nhiều người, thì các mạnh thường quân mới gửi những cái sự ủng hộ về, và bà ngoại là cô Nghĩa mới có thể làm được như vậy. Chứ lúc trước cái ngày đầu mà con tới đó là mộ của bé là chỉ có được một tấm bia thôi và một cái nắm đất nhỏ thôi, nhìn rất là quên xa. Đúng rồi, rất là hoang tàn. Và nhưng mà cô thì vẫn cúng bái hàng ngày, rồi sau đó thì bé phù hộ cho nhiều người quá, cuối cùng mới được như vậy nè. Và bản thân em cũng đã trao duyên cho cô Nghĩa rất là nhiều lần rồi, tức là những cái sự ủng hộ của mạnh thường quân em đến em trao cho cô để cô có thể cúng cho những phần mộ ở đây, đặc biệt là cúng cho một bé Búp Bê. Thì họ, những mạnh thường quân đó, họ cũng kể cho em rất là nhiều những cái câu chuyện và nói về cái sự linh thiêng của Búp Bê, họ cầu gì là được cái đó. Bé nhắc con cái gì cầu về sức khỏe, cầu về tài lộc, làm ăn, về những cái bệnh tật để cho họ được khỏe mạnh thì bé phù hộ. Và cuối cùng thì họ hứa với bé gì thì họ giúp cho bé lại cái đó. Dạ đúng rồi, phải trả lễ lại cái đó. Giống như nè, bây giờ em thấy cái hộp đó không? Dạ. Là cái áo dài trắng đó. Wow, cái hộp chỗ cái bật lửa hả? À, tất nhiên là mai mốt á thì cô sẽ làm ra là nó làm như là cái đồ mà mình ở tiệm mình may mà mình đi mua mà nó làm nguyên bộ á, tới ngày sinh nhật đó cô sẽ làm bự lên để cho với bằng người ta tặng chai dầu thơm đẹp đó. Nhưng mà cô giấu trong bẹt sợ người ta trơn. Chai dầu thơm đó trong 1,2 triệu dạ. Tới ngày đó, ngày sinh nhật đó cô sẽ mở ra hết để cô làm cái lễ cho nó xong rồi là cho người ta lợi, người ta cúng kiến á. Thấy cái bộ áo dài trắng nó đẹp lắm. Người ta quay phim mà người ta còn phải sợ đó. Ví dụ như giờ em quay phim phải không, em thấy là nó sẽ nhúc nhích vậy phải không, mà khi mà người ta chụp hình ta cúng nó đó, ta chụp hình chụp thì đâu có cái màn mà đèn cày nó ấy vậy phải không. Cái này là cái rút là cổ là cúng nó nói con ơi Giang Lại Hằng ơi, nếu mà con linh đó con cho cái gì cho cảm giác cho chú biết, cái nó không cho cái chú nó ngủ, rồi chú lên coi chụp hình nó có đẹp không á, mấy tấm là đứng hết, còn có tấm là đèn cày nó vẫn cháy như vậy nè, giống như quay phim vậy nhưng mà không phải quay là người ta chụp, hiểu không? Rồi xong rồi á, nó làm cho cái nhà nó nhúc nhích với bông á, mà không có gió mà chỉ chuyển động á, rồi bắt đầu là nó bằng cái áo trắng nó phớt ngang qua cái, bắt đầu chú nó chờ hồi chú tin rồi, cái qua ngày mai chú lên chú tin con rồi, và con sống con xác linh cho chú chạy xe đắt, rồi con chú có thời gian chú sẽ lên thăm con. Ổng lên tới đây một lần nữa, hai chồng lên đây một lần nữa để lại xin nó, để cho mà chạy xe kiểu xe ráp á, xe ráp mà xe 7 chỗ á. Và con hay trò chuyện với em Nhân, và cũng như là lúc nghe cô với Nhân kể chuyện ấy thì con thấy rằng có rất nhiều những cái cặp vợ chồng rơi vào cái tình cảnh tức là mất con khi còn nhỏ ấy, thành ra họ đồng cảm và họ thương cảm với bé Búp Bê. Đúng nên rồi. Họ liên hệ, và cũng có nhiều người cặp vợ chồng mà hiếm muộn thì cũng họ cũng xin Búp Bê. Dạ. Tại vì Búp Bê giờ nó là nếu mà về tâm linh nó thuộc về là hàng cô rồi. Cô là dạng như cứu dân độ thế để như độ những cái người nghèo khổ và đau bệnh. Nó tóm tắt là vậy. Rất là nhiệm màu. Mà khi cháu được học được tròn 20 tuổi thì năm nay từ năm 20 tuổi giờ đầu năm tới giờ thì cháu đã có đầy đủ nhiệm màu và đầy đủ quay lực để cứu độ. Nên vì đó mà các cái loại bông hoa này là của các cô các cậu để cầu nguyện nó đó, để lên tại lễ đó là bông hồng, bất cứ loại bông, bởi vì thấy nhà nó không bao giờ bông tàn, tại vì lý do gì tâm linh của cháu có đầy đủ nhiệm màu đó. Đồ là cũng là bánh hàng loại trái cây đầy đủ lễ. Ngày sinh nhật của Búp Bê là bao nhiêu nhỉ cô Năm nhỉ? Ngày sinh nhật của cháu là ngày rằm tháng 8. Tại vì cháu là đứng chữ canh canh thìn. Nhưng mà cô á, cháu nó đi học hồi nó mất hồi ngày 18 tháng thì nó vô tội. Mà khi nó đi học thành tài gọi là học tâm linh á, học về qua hàng cô là tâm linh á, thì cháu bây giờ đã thành cô rồi. Thì bây giờ cháu đã đầy đủ nhiệm màu rồi, thì tất nhiên là cháu trở thành là
chữ quý, là như bà con, ông bà, cô bác, anh chị em đều đều quý mến nó. Nên cô đổi lại là ngày dằm tháng 8. Dằm tháng 8 là sinh nhật nó, là coi như là nó là Giang Đại Hằng, là đứng chữ quý rồi, không còn đứng tiêu canh nữa mà là chữ quý. À, bây giờ ai cũng quý mến, ngày nào cũng có người lên thăm, có người thắp hương. Tối thì bà ngoại đốt nhang phanh. Cái nhang phanh này là trong vòng 3 ngày nó mới tàn, thì để cho cháu nó ấm cúng cái tâm linh đó. Đó, để cho cháu độ chúng sanh. Thì cô đốt nhang phanh đó 3 ngày mới tàn. Thì còn ở ngoài đời ai muốn đốt gì đốt là chuyện của người ta, nhưng mà cô thì cô đốt nhang phanh đó. Vậy là buổi sáng ngày 15 tháng 8 âm lịch, tức là ngày rằm tháng 8, cô sẽ cúng cơm. Cô cúng trước. Cô cúng trước là cô cúng bánh trung nhật với nấu cà chi, nấu đồ á, để cho cháu nó làm tiệc, chứ như là đãi các tâm linh đây nè, ông bà, cô bác, chị em với mấy bạn đó luôn. Là cái ngày sinh nhật là cô đãi trước. Rồi dài dài thì khách tới sau. Vậy thì ngày 15 tháng 8 âm lịch thì mọi người, là cô chú anh chị, mọi người có thể đến đây để chúc mừng sinh nhật, cũng như là thắp cho cháu một cái nén nhang. Đúng rồi. Bởi vì có thể một thời gian tới nữa thì nghĩa trang Bình Hưng Hòa là sẽ phải giải tỏa tất cả các phần mộ ở đây. Đúng. Và rồi, có thể là Giang Đại Hằng là cũng phải là di rời đến một nơi khác, thì lúc đấy thì cũng không biết là mọi người có thể gặp được không. Đúng rồi. Tại vì nhiều bây giờ có một người mẹ với người cha với chị em đang nhìn, thì nếu mà thời gian sau mà không ai nhìn cháu nữa thì buộc cô phải xác nhận là cho cái người mà đã giờ đang nhìn đó. Dạ. Để cho đem cháu về. Cái đó là, nhưng mà trước khi đem về là phải làm cho con tờ giấy cơ, đã con nói nãy giờ đó. Dạ dạ. Làm tờ giấy xong rồi là con cho nhận về hết. Cô không có cháu từ, tại vì người ta đầy đủ giấy tờ. Đó, giờ cháu là chỉ có sạch sẽ là sạch sẽ vậy. Dạ. Là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn clip chia sẻ của Lê Nguyễn nha. Thì bây giờ mình cũng xin phép là thắp cho cháu một cái nén hương, và cũng cảm ơn tấm lòng của cô Năm Nghĩa, một cô mà cũng cuộc đời của cô cũng rất đặc biệt, và mình cũng chưa có cái cơ hội để nghe cô tâm sự về cuộc đời. Cháu cảm ơn cô Năm Nghĩa nha.